chào mọi người nhé. Đã lâu lâu rồi hôm nay em lại tiếp tục có video thanh lý âm ni để gửi đến mọi người nhé. Thì hôm trong thời gian này em có thanh lý được một số con âm ni. Con âm ni này là con Jaguar, vẫn cái model quen thuộc của nó là SA330NM. Về cái con này thì cam kết với mọi người là hàng nguyên zin nhá, con này chưa sửa một cái gì luôn. Hình thức khá là đẹp, thiết kế đẹp, mặt phay nhôm, có tất cả các nút chỉnh gồm mic và vang nhại, music master. Nói chung là con này rất là đẹp. Em thanh lý từ của khách hàng, nay đang lên đây để giới thiệu cho mọi người. Ai có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Con này khá là đẹp luôn, nhạc nghe khá hay, âm ni hàng liên danh mọi người nhá, Việt Nam, Hàn Quốc, nói chung là khá là chất. Đi chi tiết cho mọi người xem này, đây ra qua đây, SA330NM, nói chung là hình thức còn rất là đẹp, mặt trước của nó hầu như là không trời xước mấy mọi người nhá, cực đẹp luôn. Tín hiệu công suất của hai kênh này khá là đẹp. Nội thất của nó thì vẫn như những mấy con 330NM đợt trước, hầu như là đã là 330NM thì con nào nó cũng giống nhau mọi người. Quan trọng là cái phần nội thất của nó còn đẹp được bao nhiêu phần trăm thôi mọi người nhá. Đây con này mọi người xem này, nó như là nguyên. Biết thế thì 15A bằng dây đồng, cùng rắc đây. Con lọc nguồn là phần dơ le bảo vệ này, có cả chở sứ chở đứng luôn. Suất là vẫn chạy 8 sọ mọi người nhá. Bên này 4 con này, bên này 4 này, nói chung là hàng khá là đẹp. Đây phần master của nó đây nhá, tiểu đêm nhiều là bệnh gì? Tắt cái quảng cáo đi. Phần master đây mọi người, cái linh kiện của nó rất là, chân của nó rất là sạch sẽ, không có bị han gì. Đây mic của nó đây mọi người, có những cái jack này, rất kết nối từ phần tiền công suất lên phần sọ công suất này. Phần vang nhại con này thì nó vẫn dùng cái con IC quen thuộc của cái hãng này, nó là con IC vang BL0306 nhé mọi người nhé, BL0306. Chung thiết kế khá là đẹp, bắt mắt. Thằng thanh lý này là quá là ok rồi mọi người. Thì ở cái mặt sau của nó đây mọi người nhá, đi xin Korea, công nghệ Hàn Quốc thôi mọi người nhá. Có đủ các ngõ kết nối này, hai cửa AV này, cầu U này, jack loa mọi người có thể chơi được 4 loa một lúc nhá. Đây mắc có 2 loa. Con này thì công suất của nó là 420W. Thực tế con này công suất của nó rơi vào tầm 190W một cây thôi. Đây nó họ ghi 160 này,
công suất thực của nó sẽ rơi 190W một cây nhé. Mọi người có thể đánh được một đôi 5325, 451 hoặc 463 có thể được, đánh tốt mọi người nhé. Nói chung là đi thanh lý như này quá là ok rồi mọi người. Nói chung bên em về được hàng nào thì bên em sẽ đăng hàng đấy lên để thanh lý cho mọi người. Khá là mới. Chất âm khá là hay. Ok, em sẽ test cái mic nhá. Nói chung mic của nó hát khá là hay mọi người. Nó nhẹ, nó không bị nặng mic. Ok, hàng của em nó như vậy. Như này, mọi người ai mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em nhé.